Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip nữa anh em ơi. Thì các bạn muốn liên hệ tư vấn hay là tư vấn mua hàng hay tư vấn gì về xe thì hoặc là lại tiệm làm xe này kia thì các bạn liên hệ cái trang fanpage dưới phần mô tả video này giùm mình ha. Ở dưới phần mô tả video này mình sẽ để cái đường link trang fanpage bán hàng của mình ha. Anh em vào đó thì nhắn tin cho mình để được tư vấn hàng ra làm sao hoặc anh em lại tiệm làm ha. Rồi những anh em nào mà vô sau á, những anh em mà vô sau á, hôm qua hôm kia đọc bình luận, có bình luận lên á, mình có đọc để anh em hỏi á, bán phụ tùng cái gì thì có làm xe hay không. Thì các bạn á, xem những cái clip trước của mình các bạn biết mình vẫn làm xe, nhưng mà hiện tại á, là trên kênh của mình là rất là nhiều cái những cái video hướng dẫn chia sẻ hoặc là làm 54 này kia thì mình đã có hết trơn rồi nghe anh em. Đó nên là những video, những cái sau này những anh em mà lại tiệm làm á thì làm đúng bài y gan vậy á, là mình không có quay clip nha anh em. Chừng nào khi nào mà cái vấn đề gì đó để chia sẻ có cái video cũng giống vậy nhưng mà có cái gì phức mắc chia sẻ cho các anh em thì mình mới quay lên cho anh em, hoặc là khách yêu cầu quay đồ lên sau mình mới quay cho anh em nha. Đó chứ quay hoài anh em xem chán, nó cũng có nhiều đó làm hoài đó. Đó mình giữ cấu hình nhiều mình làm hoài nha anh em. Đó. Rồi ok, thì hôm nay lên đây á, là mình có một bạn đặt cái này thì nói chung là dân cắt cốt một nồi á, bây giờ bên tiệm mình cũng có ít gia công anh em ơi. Đó mình quay clip mấy lần mình cũng nói anh em rồi, bây giờ là đa số anh em xài là hai nồi là nhiều. Đó ví dụ như xe 50 một nồi anh em lên hai nồi, full hai nồi hết. Chứ ít khi nào mà, tại vì những cái này là anh em chi phí thấp là anh em mới xài cái dân cắt cốt một nồi này thôi. Thì hôm nay mình lên full cho anh em xem á, hiện tại là có một bạn đặt. Nó là bộ này á là 54 trên 110 cắt cốt một nồi nha anh em. Đó cắt cốt một nồi thì cái bài này hiện tại là còn thiếu cái bơm nhớt nữa nha anh em, tại vì cái bơm nhớt của mình á là anh em bên thợ tiện đang gia công nha anh em, chưa có xong nên là mình chưa có mà lấy cái bơm nhớt về. Đó mình đặt 2-3 cái lận, tại vì cái lần này lần làm lần khó anh em ơi. Tại sao mà cái bơm nhớt 110 của cái thằng 50 này á là phải làm ống, tại vì á là nó xài một nồi. Thì nếu mà lấy cái bơm nhớt 110 của quay ghim mình gáp vô nó bị đụng cái nồi nha anh em. Đó nên phải gia công cắt cốt một nồi. Ủa gì? Gia công cho cái bơm nhớt nó mỏng lại. Bơm nhớt thường của mình nó dày nè, giờ gia công cho nó mỏng lại. Đó để gáp vô đây đừng có đụng cái nồi. Đó nói chung là như vậy. Rồi mình sẽ vô chi tiết cái bộ này ha, để cho anh em nào mà chi phí thấp này kia với anh em nào mà muốn làm á, muốn đặt hàng bên mình á thì đặt. Thì đây bộ 54 trên 110 cắt cốt một nồi. Thì đương nhiên á là bộ đầu lòng 54 bên mình anh em biết hết trơn rồi ha. Thì bộ 54 này á là cũng bày bền tí cho anh em xài, thì mình sử dụng sức bắp magic tốt. Đó, phá chảo sức bắp magic. Ok luôn. Đó. Móc co xăng combo rồi móc hết nha anh em. Co xăng combo rồi là bên tiệm tiện bên mình móc hết. Cam nâng cấp cho anh em nhẹ một tí. Đó, full bạc đạn tốt luôn, Kozo hoặc NTN. Đó, tùy thời điểm. Rồi cặp cò mỏng mạ nha. Rồi ok, thì đi theo cái đầu bò thì sẽ có cái dĩa cam hai lỗ cho cây cam hai lỗ này, dĩa cam lớn. Rồi miếng con silat này á, là bên mình á, là khi anh em mua này á, thì mình sẽ tặng cho anh em luôn. Thì cái lúc mà anh em mua thì con silat này có lúc có con thiết như vậy á, thì mình sẽ tặng con thiết cho anh em, còn nếu mà cái lúc hết con thiết này thì mình sẽ tặng cái con chặt cho anh em. Nói chung là vậy, con nào xài cũng được thôi. Đó thì nòng 54 bên mình thì anh em cũng biết rồi, thì cái trái từ nào giờ mình xài như thế này. Bộ bạc mình bỏ bên hông nè, Exeter ít tăng đa, mình xài bộ bạc của Ed nha anh em. Đó thì như vậy thì cái nòng này là 49 nha anh em. Đây nòng 49, đây xe này xe 50 ha. Rồi ok, thì đi theo cái nòng này á thì sẽ có luôn cái cây ắc bê tông. Đó chọn bộ mua về chỉ gia công lại cái lốc bên kia và gáp vô thôi. Thì mình có nói nhiều lần với anh em rồi, nhiều là anh em á, là vẫn chưa hiểu, những anh em vô sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn, là khi về á gáp trái bê tông của mình á thì anh em sẽ gáp dưới mặt lộng tí, bất cứ xe nào vẫn vậy, gáp dưới mặt lộng tí gì đó để chi, để khi nào mà mình siết bốn ốc cùa xong vô thì trái bê tông nó sẽ lòi ngang mặt lồng và nó sẽ không đụng cái đụng đầu của chúng ta nha, đụng đầu bò hoặc là đụng Godzilla này kia, ví dụ như vậy. Còn anh em mà gáp trái bê tông ngang mặt lòng luôn, lúc mới lên á anh em gáp trái bê tông ngang mặt lòng luôn thì sao, thì trái bê tông á là nó sẽ khi anh em siết bốn ốc cùa xong vô thì trái bê tông nó sẽ bị đụng, cái đó trường hợp đó có rồi nha anh em. Đó có rồi đó, nó sẽ bị đụng, đương nhiên là luôn lúc nào chúng ta cũng phải gáp trái bê tông là dưới mặt lòng tí, khoảng 5 cm gì đó,
để siết vô gòn người ta còn rút lại nữa mà. Đó, chứ đâu phải xe mình không Sài Gòn đâu, xe mình không Sài Gòn thì nó khác, còn này mình Sài Gòn chân này kia thì nó phải rút lại đúng không? Rồi chọn bộ đầu nòng có như vậy á, thì kèm theo là một cây dên 110 gia công cắt cốt một nồi. Đó, dên này á, là dên 100 có con quay nha anh em. Ủa 110, má 96 nha. 110 có con quay thì cắt cốt gia công lại. Hai full bạc đạn tốt nha. Đó, bên mình thì xài bạc đạn tốt cho anh em để chút xíu cho nó ok, còn tay dên á là được tiệm tiện bên mình kiểm tra ok hết trơn nha anh em. Đó. Rồi, còn nhiều anh em cũng hỏi nó là cái nhông bơm nhớt của xe 50 tại sao nó nhúc nhích vậy, nó không cố định chỗ anh em. Ủa anh hỏi mình vậy đó. Thì cái này á là nó lỏng vậy nè nghe anh em, nó vậy, nó gợi mà. Khi anh em về bắt cái nồi vô á, cái nồi một nồi vô á thì anh em bắn ốc vô á thì nó sẽ ép cái nhông này cứng lại nghe anh em. Đó. Còn khi mua về lủng lẳng gì thì không thành vấn đề nha. Lỡ mà lúc mình gói hàng á nó có rớt ra thì về anh em đút trở vô thôi, đó, bình thường. Rồi ok, là cái dên cắt cốt một nồi thì kèm theo á là phải có cái lốc giữa. Đây, đây là cái lốc giữa 110. Đó, lốc giữa 110 bơm nhớt rồi. Cái bơm nhớt thì như nãy giờ mình cũng đã nói với anh em thì cái bơm nhớt đang gia công chưa có rồi. Cái này mình gấp quá mình lấy về mình quay clip cho anh em xem chứ cho chủ xe xem, cho chủ xe an tâm chút. Rồi kèm theo á là lên gì á thì có bộ cùi xông dài. Đó, còn những cái nắp này là cái này á, là hàng lẻ mình gia công lên nên không có những cái nắp này nha anh em. Anh em nào mà mua bộ này á, muốn lấy nắp thêm á, thì lấy, còn không lấy nắp thêm thì nữa về tiệm sửa xe á, thì những anh em sửa xe sẽ gắp cho các bạn. Đó, thì theo cái bộ này thì có bộ bù xông dài là 4 cây đũa 7 ly. Đó, đũa chất lượng nha, đũa quay 7 ly y gan chính hãng luôn anh em thấy không, y gan thôi nha chứ không có giống chính nữa, không phải hàng chính hãng nha. Nó nói chính lên đây nói chính hãng mà nó bán cho người ta không đúng người ta quýnh chết. Rồi thì sen cam 90 mắt tốt bên mình. Rồi combo á, lên 54 này á thì sẽ có combo bình xăng bông mai. Đó, combo bình xăng bông mai nghe anh em. Đó, bình xăng này mình đã làm lại một số thứ cho anh em rồi, về chỉ là anh em lắc rồi gáp vô thôi. Bình xăng bông mai thì nó sẽ kèm theo cái lọc gió trụ cho anh em. Thì có đôi lúc mình có cái lọc gió này, có đôi lúc mình sẽ có bánh ú cho anh em, nhưng cái bánh ú bự nha. Đó, rồi co xăng. Đó, co cao su nha. Rồi tiếp theo là sẽ có cái thớt xay bình xăng để cho anh em gắp lên xe nó ok hơn. Anh em muốn quay hướng nào quay. Ok, có hai ngóc có chổng luôn. Đó, có miếng gòn cao su này. Miếng gòn cao su này thì nó sẽ nằm ở dưới đây. Đó, anh em thấy phiết lỗ không? Đó, rồi ok thì chọn bộ 54 dân cắt cốt một nồi thì nó chỉ có nhiêu thôi. Đó, xài cái nồi ghim theo xe của anh em, bộ số này kia thì tất tần tật xài theo ghim theo xe hết. Đó, mua gì là chị về chỉ là gia công lại cái lốc số, nhớ móc cái họng lốc qua bên kia gáp vô thôi. Đó, đơn giản như đang dẫn thì 110 dân cắt cốt một nồi nó cũng tương tự như vậy nha anh em, nó cũng giống như vậy, nhưng đầu lòng á là đầu lòng 110 không phải đầu lòng 54 như gì, nhưng mà đầu lòng 110 á thì nó có đầy đủ hơn. Đó, tại vì cái đó là full bộ. Cái đó là full bộ của 110, mình chỉ gia công lại sức bắp tốt cho anh em thôi. Đó, còn tất cả là nó có đầy đủ lò xo này kia là ok nha anh em. Rồi cái này á là cho chủ xe đi bài bền tí xíu nên là mình không có sử dụng lò xo đầu đậu cho bạn này nha. Đó, mình không có sử dụng lò xo đầu đậu nha, để cho cái cây cam của anh em á là đi ok hơn. Đó, tại vì xe này là chạy cho nó bền tí, còn nếu mà đi lò xo đầu đậu nó cứng á thì cơ hội là cốt cam sẽ nhanh mòn hơn nha anh em. Đó, nói chung là như vậy. Thì anh em nào muốn xài sao đó xài, tiệm có anh em nào muốn tính sao thì tính, nhưng mà của mình tính cho khách về lâu là như vậy. Chừng nào khách chạy bạo lực đó thì mình sẽ có lò xo đầu đậu đó cho khách cho ok. Đó, còn cái này là mình muốn cho khách xe của mình đó là chạy bền tí xíu nên là sử dụng cái lò xo ghim theo xe vẫn được nha anh em. Đó, còn cam mấy ly á thì giấu bài nha. Rồi ok. Rồi thì đầu danh 54 danh cắt cốt một nồi thì nó chỉ có nhiêu thôi nha anh em. Rồi anh em nào có liên hệ tư vấn gì thì xuống trang fanpage dưới phần mô tả video này để liên hệ mình ha. Rồi tạm biệt anh em nha. Đó, thì khi mà vào trang fanpage á, có nhiều anh em á là đừng có vô hỏi chấm hỏi hoặc là hỏi anh ơi các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ đặt câu hỏi thẳng đi, mình sẽ trả lời. Có nhiều khi các bạn vô hỏi anh ơi cái là bắt đầu là mình mới để dấu chấm hỏi, nhiều anh em ngộ lắm không thích cái lên chữ mình đó, trời người ta vô người ta hỏi mà tự nhiên cái chấm hỏi lại, thì các bạn hỏi anh ơi thì tôi phải chấm hỏi thôi đó, thì các bạn hỏi cái gì thì tôi phải trả lời thôi đúng không. Giờ khi các bạn vô hỏi ừ danh cắt cốt một nồi này nhiêu tiền ví dụ như vậy
thì tôi sẽ trả lời ừ nó nhiêu vậy đó. Còn này các bạn vô anh ơi, còn nhiều người cái alo hú đó vậy đó, nhiều người cái hú vô viết chữ hú vậy đó. Còn mấy alo, còn mấy anh ơi thì mình nó phải trả lời lại thì mình sẽ dấu chấm hỏi thôi. Vậy mà cũng vô bắt lỗi bắt phải, mình chấm hỏi thì các bạn muốn hỏi gì các bạn đặt câu hỏi thẳng thì mình sẽ trả lời liền, đúng không? Còn cái này anh ơi alo thì mình chấm hỏi thì anh em hỏi thì hỏi tiếp thì mình trả lời tiếp, đúng không? Rồi tạm biệt anh em nha.